Triệu Lệ Dĩnh công khai tình cảm dành cho người tình không bao giờ cưới. Dù có sự nghiệp thành công nhất nhì showbiz, Triệu Lệ Dĩnh lại tỏ ra là một người tương đối hướng nội. Nàng tiểu hoa lứa 85 vốn là người nổi tiếng có ít bạn bè và thậm chí chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Bạn thân của cô chủ yếu là một số diễn viên và MC hiện đang hoạt động trong giới giải trí Trung Quốc như Âu Dương Nana, MC Tạ Na, Trương Hàn và MC Hà Cảnh. Dù vậy, bạn bè của tiểu hoa đáng 8X này luôn cho thấy sự thân thiết mỗi khi xuất hiện bên nhau, đặc biệt thể hiện sự chân thành giữa những người bạn với nhau. Tuy nhiên ít ai biết rằng, Triệu Lệ Dĩnh còn có một tình bạn thân thiết kéo dài tận 10 năm với nữ ca sĩ Trương Bích Thần. Cô nàng họ Trương cũng là người bạn thân nhất nhì trong ngành giải trí của Triệu Lệ Dĩnh. Ngày 7 tháng 9 vừa qua, chính là kỷ niệm 10 năm ra mắt với tư cách ca sĩ của Trương Bích Thần. Để có không gian hồi tưởng và ăn mừng cùng người hâm mộ, nữ ca sĩ họ Trương đã tổ chức một đêm concert. Đáng chú ý, dù bận rộn, Triệu Lệ Dĩnh cũng không quên ngày đặc biệt của cô bạn thân 10 năm. Tối cùng ngày diễn ra concert, Triệu Lệ Dĩnh đã gửi hoa và video chúc mừng đến buổi kỷ niệm 10 năm ra mắt của Bích Thần. Được biết, vì không có nhiều thời gian rảnh rỗi để đến gặp mặt trực tiếp và ăn mừng ngày vui của bạn, Triệu Lệ Dĩnh đã kỳ công chuẩn bị một video quay trước, vừa để chúc kỷ niệm ra mắt, vừa để chúc sinh nhật sớm Trương Bích Thần. Thông qua hành động ý nghĩa này, có thể thấy, dù đã trải qua gần một thập kỷ, nhưng Triệu Lệ Dĩnh và Trương Bích Thần vẫn luôn coi trọng mối quan hệ bạn bè thân thiết này. Dù bận rộn với lịch trình cá nhân, Triệu Lệ Dĩnh vẫn đích thân gửi hoa tới mừng ngày vui của cô bạn, lại còn kỳ công quay video gửi tới, dù nàng tiểu hoa rất ít khi tự mình quay chụp những khoảnh khắc đời thường. Trong quá khứ, khi biết Trương Bích Thần có sự yêu thích với xe phân khối lớn, nhưng vẫn chưa đủ động lực để bắt đầu, Triệu Lệ Dĩnh đã tặng cô bạn thân một bộ đồ trang bị mô tô để làm quà sinh nhật. Nhờ sự cổ vũ của mỹ nhân họ Triệu mà Bích Thần đã thoải mái theo đuổi sở thích, khán giả thêm phần ngưỡng mộ tình bạn giữa hai cô nàng, cách mà họ bên nhau khiến nhiều người cảm mến. Tính đến nay, Triệu Lệ Dĩnh và Trương Bích Thần đã đồng hành cùng nhau được 10 năm. Trong suốt 10 năm qua, trong cuộc sống và cả trong sự nghiệp, hai người bạn vẫn luôn đồng hành, ủng hộ lẫn nhau, trở thành nguồn động lực to lớn của nhau trong giới giải trí xô bồ. Rộ tin Lưu Diệp Phi hẹn hò sao nam kém 9 tuổi Vu Thích sau lần hợp tác vào năm 2023. Ngày 12 tháng 9, theo tờ iFan, mối quan hệ của Lưu Diệp Phi và Vu Thích trở thành tâm điểm chú ý trong dư luận Trung Quốc. Cặp sao vướng nghi vấn hẹn hò sau khi một tài khoản mạng xã hội cho biết, từng nhìn thấy Lưu Diệp Phi và đàn em kém 9 tuổi đi xem phim cùng nhau. Vu Thích đã đưa Lưu Diệp Phi đến xem suất chiếu sớm tác phẩm A Lạp Thái Của Tôi, mà anh đóng chính tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Họ người trước kẻ sau vào rạp, nhưng lại ngồi cạnh nhau. Sau khi kết thúc buổi xem phim, Lưu Diệp Phi và Vu Thích lên hai xe khác nhau ra về. Tuy nhiên, điểm đến của họ đều là khu biệt thự ở Lệ Đô, Bắc Kinh, Trung Quốc. Nguồn tin cho rằng, biệt thự ở Lệ Đô này có lẽ là của Lưu Diệp Phi. Tin tức này rất được dư luận đặc biệt quan tâm, vì Vu Thích là cái tên cực kỳ tai tiếng trong vài ngày qua, do tình trường phức tạp, dính líu đến scandal ngoại tình, bài đăng của tài khoản trên, khiến dân tình bàn tán sôi nổi. Năm 2023, Lưu Diệp Phi và Vu Thích tham gia lồng tiếng cho bộ phim hoạt hình kỷ niệm 100 năm của hãng Disney, Wix. Lần đầu làm việc cùng nhau, nhưng cặp sao sớm trở nên thân thiết, nhiều người còn soi được khoảnh khắc Lưu Diệp Phi thân mật khoác vai Vu Thích khi chụp ảnh cùng nhau. Trong khi đó, Vu Thích lại gây chú ý khi gia nhập hội chỉ follow mình chị khi theo dõi Lưu Diệp Phi trên Weibo. Lưu Diệp Phi cũng là sao nữ duy nhất Vu Thích follow, dù trước đó anh từng quay phim chung với không ít mỹ nhân. Sự tự nhiên và thoải mái của cặp sao khi ở bên nhau làm dấy lên nghi vấn họ nảy sinh tình cảm và đã bí mật hẹn hò sau lần hợp tác nói trên. Trong khi đó, người hâm mộ Lưu Diệp Phi bác bỏ tin đồn nữ diễn viên hẹn hò Vu Thích. Họ chỉ trích tài khoản nói trên lan truyền thông tin sai sự thật, lợi dụng tên tuổi của Lưu Diệp Phi để câu view. Trong lúc Vu Thích bị bóc phốt đời tư, khi được yêu cầu đưa ra bằng chứng là ảnh chụp Lưu Diệp Phi và Vu Thích hẹn hò, tài khoản đăng bài lặng mất tăm. Fan cũng cho rằng, hành động thân thiết của Lưu Diệp Phi với Vu Thích hay Việt Nam diễn viên trẻ theo dõi đàn chị trên mạng xã hội là bình thường, không thể được xem như chứng cứ cho thấy cặp sao có mối quan hệ trên mức đồng nghiệp. Trước đây, có rất nhiều sao nam follow tài khoản Lưu Diệp Phi khi cùng nhau hợp tác, không chỉ mình Vu Thích. Bạch Lộc quyết định phát miễn phí vé tham dự buổi trình diễn ca khúc mới. Vừa qua, Bạch Lộc phát hành album mới mang tên My Odyssey với 3 bài hát. Ngôi sao giải trí hàng đầu xứ Trung đã thực hiện được mong muốn của mình trước tuổi 30. Các bài hát của Bạch Lộc được người hâm mộ đón nhận, nhưng cũng có nhiều ý tiêu cực dành cho album mới của nữ diễn viên. Theo truyền thông Trung Quốc, album của nữ diễn viên có giá 12 nhân dân tệ, nếu album kèm theo 6 tấm cạc thì có giá 88 nhân dân tệ. Nhiều người cho rằng,
mức giá trên quá cao so với giá trị thật của sản phẩm. So sánh với nhiều ca sĩ chuyên nghiệp như Thái Y Lâm, Châu Kiệt Luân, Bạch Lộc dường như đang muốn kiếm lời từ người hâm mộ. Câu chuyện này gây ra luồng tranh cãi trái chiều trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Bên cạnh đó, nữ diễn viên sinh năm 1994 lựa chọn im lặng, tập trung cho hoạt động cá nhân. Cô dự kiến tổ chức concert ra mắt bài hát Tem Lai, My Way, mừng sinh nhật vào ngày 22 tháng 9. Giấy phép tổ chức đã được thông qua tại Thượng Hải. Ngay sau đó, công ty Hoa Ngu gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ của Bạch Lộc, quyết định phát miễn phí vé tham dự buổi trình diễn ca khúc mới của Bạch Lộc và hủy bỏ kế hoạch bán sản phẩm ca nhạc. Những người đã mua album vẫn có thể tham gia bốc thăm nhận vé như quy định ban đầu. Gần đây, người đẹp vướng tin đồn tham gia Đường Cung Kỳ Án và Quy Lương Thần. Trước thông tin trên, ông chủ của mỹ nhân Thường Châu đã lên tiếng làm rõ. Trên trang cá nhân, nhà sản xuất phim Vu Chính cho biết, tôi vừa phát hiện ra một câu chuyện liên quan đến phim có tên Đường Cung Kỳ Án. Nhân đây đính chính, kịch bản mà chúng tôi đã xem có tên là Đường Cung, hoàn toàn khác với Đường Cung Kỳ Án. Đặc biệt, nghệ sĩ vẫn chưa ký hợp đồng với bộ phim tiếp theo. Tôi phải nhấn mạnh là Bạch Lộc vẫn chưa ký, chỉ là cá nhân tôi nghĩ 20 tập đầu tiên của kịch bản này rất thú vị. Xin đừng lan truyền tin đồn. Tuy nhiên, Bạch Lộc chưa quyết định tham gia dự án nào, vẫn đang trong quá trình xem xét và tìm hiểu. Ngụy An Lạc và Hoàng Trú khoe giấy đăng ký kết hôn, xác nhận trở thành vợ chồng. Mới đây, cư dân mạng dậy sóng trước thông tin Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu vừa khoe giấy đăng ký kết hôn, xác nhận trở thành vợ chồng. Cả hai đều là diễn viên phim Diên Hy Công Lược, với vai Ngụy An Lạc và Hoàng Trú, hôm nay kết hôn. Bên cạnh đó, ông chủ của Ngô Cẩn Ngôn là Vu Chính, cũng đã đăng tải bài viết chúc mừng hạnh phúc của cặp đôi. Vu Chính tét hai diễn viên cùng lời chúc mừng, ngày lành tháng tốt, song hỷ lâm môn, đại cát đại lợi, ai thấy cũng hoan hỷ, Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghêu. Trước đó, cư dân mạng bắt gặp Ngô Cẩn Ngôn đang quay phim ở Hoành Điếm vào ngày hôm đó, thì Hồng Nghêu lại đang chơi gôn cùng bạn bè, rồi đến karaoke và ném tàn thuốc khắp nơi, bị nghi là đã uống rượu. Sau đó, nam diễn viên yêu cầu tài xế đổ xe gần chỗ ở của Ngô Cẩn Ngôn, rồi tự mình lái xe vào tầng hầm. Khi đã hoàn tất việc đổ xe, Hồng Nghêu được nhìn thấy trở về cùng một chỗ với Ngô Cẩn Ngôn. Chính vì thế mà dấy lên nghi vấn cả hai sống chung với nhau. Ngay sau khi nghi vấn sống thử lộ ra, dù chưa đủ bằng chứng, nhưng nhiều người vẫn cảm thấy chuyện này khá chân thực. Dân mạng đều tỏ ra bất ngờ khi cả hai vẫn ở bên nhau, thậm chí còn phàn nàn rằng Ngô Cẩn Ngôn không có tham vọng, chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương. Vào năm 2018, hai người họ từng cùng nhau đi chơi ở đảo Tam Á và bị cánh truyền thông bắt gặp. Tuy Ngô Cẩn Ngôn đã nhanh chóng phủ nhận chuyện tình cảm, nhưng họ còn bị nhìn thấy đã mặc cùng một kiểu áo, đeo nhẫn và bông tai cùng kiểu. Đến đầu năm 2019, Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu tiếp tục vướng nghi vấn phim giả tình thật. Cặp đôi bị bắt gặp cùng du lịch ở đảo Bali, Indonesia. Cư dân mạng cũng nhận ra cặp sao thường mặc đồ đôi, dùng phụ kiện giống nhau. Hơn thế nữa, một bức ảnh thân mật của Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu cùng nhau học lặng ở Bali bị lộ. Tuy nhiên, đại diện của bộ đôi diễn viên vẫn dứt khoát phủ nhận và cho biết cả hai chỉ là bạn bè thân thiết. Nhưng chỉ 2 tháng sau scandal, tháng 4 năm 2019, Hồng Nghiêu bất ngờ đăng ảnh thân mật cùng Ngô Cẩn Ngôn trên Weibo, nhưng lại mau chóng xóa đi, nên nhiều người nghĩ hai người họ luôn che giấu mối quan hệ của mình. Chưa dừng lại ở đó, vào lễ hội mùa xuân năm 2020, cả hai được phát hiện ở Tam Á để cùng nhau đón lễ tình nhân. Cuối năm 2020, không ngờ Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu lại bị chụp ảnh. Khi đó, Ngô Cẩn Ngôn trở về căn hộ nơi mình ở sau buổi biểu diễn. Bạn trai tin đồn Hồng Nghiêu cũng xuất hiện trong tòa nhà này sau một thời gian. Ngày hôm sau, Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu lần lượt ra ngoài quay phim. Sau đó Hồng Nghiêu trở về nhà một mình. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.